Chào các bạn Kim Ngưu, đây là video dành riêng cho các bạn Kim Ngưu còn độc thân. Và video này nằm trong series đặc biệt dành cho ngày lễ tình nhân của tháng 2. Với series này mình tập trung vào tất cả các đối tượng, đó là mình có những bài dự đoán cho các bạn còn độc thân, các bạn đã có cặp và các bạn vừa mới chia tay hay là đã chia tay nhưng mà vẫn còn vương vấn người cũ. Thì các bạn nếu quan tâm đến những cái video của thuộc những đối tượng đó thì các bạn có thể check trong cái playlist Kim Ngưu của mình. Đây là bài dự đoán cho toàn cung cho nên là có những thông điệp nó sẽ không phù hợp với tất cả mọi đối tượng. Và nếu các bạn muốn có một cái bài dự đoán đo đi đóng giày cho mình mà mình sẽ rút ra rất là nhiều thêm nhiều lá bài để tìm hiểu thêm về những cái trăn trở thắc mắc của các bạn thì các bạn có thể liên lạc với mình qua trang Bảo Bình Tarot hoặc là email cho mình với cái địa chỉ email mình để ở dưới cái phần giải thích video. Mình cũng khuyến khích các bạn là check cả những cái bài dự đoán của cung mặt trăng, điểm mọc và sao kim của mình để có được cái bức tranh toàn cảnh cho mình. Với trải bài này thì hàng đầu tiên mình sẽ xem xét cái năng lượng của các bạn ở thời điểm hiện tại, những gì các bạn đang trải qua, tình hình hiện tại của các bạn ra sao. Hàng thứ hai là những gì các bạn có thể mong chờ trong thời gian tới sẽ đến với mình về mặt tình cảm. Và hàng cuối cùng là ba lá bài thuộc ba bộ tiên tri khác nhau và nó sẽ đưa đến cho bạn những cái lời khuyên cho tình huống của bạn. Ok, chúng ta hãy bắt đầu nhé. Đầu tiên, với cái hàng đầu tiên phải nói là cực kỳ là tốt. Các bạn đầu tiên là có lá The Star. Đây là lá ngôi sao. Lá này là lá của Bảo Bình. Có thể trong môi trường của bạn sẽ có một cái Bảo Bình nào đó có ảnh hưởng đến cuộc sống của bạn ở thời điểm này. Nếu không thì nó chỉ nói rằng các bạn đang rất là ung dung tự tại, lạc quan, vui vẻ với cái cuộc sống độc thân của mình. Và nó cũng khẳng định rằng các bạn đang đi đúng hướng. Cái thời gian độc thân này nó giúp các bạn rất là nhiều trong cái việc hiểu rõ bản thân mình hơn và trở nên độc lập, mạnh mẽ và tự tin, chứ không phụ thuộc. Cái niềm vui của các bạn nó không bị phụ thuộc bởi những cái yếu tố bên ngoài, bởi một mối quan hệ hay là bởi một người nào đó, mà các bạn biết cách đem đến niềm vui và các bạn rất là tận hưởng cái cuộc sống độc thân hiện nay của các bạn. Và trong thời gian tới thì nó cũng hứa hẹn là sẽ có rất là nhiều những cái cơ hội tốt đẹp hay là những cái năng lượng tích cực đến với bạn. Tiếp theo các bạn có Ten of Earth. Trong bộ bài truyền thống Rider Waite Tarot thì nó sẽ là Ten of Pentacles. Và đây là cái bài tốt nhất, nói về cái mặt đầy đủ sung túc về vật chất và tinh thần, và đặc biệt là về mặt vật chất. Cho nên cái tài chính của các bạn ở thời điểm hiện tại có thể là rất là tốt. Các bạn có những cái cơ hội hay là những cái may mắn nó đến với mình, đem đến sự sung túc về mặt tài chính. Ngoài ra nó cũng nói về việc là các bạn cảm thấy rất là đầy đủ và các bạn không mong chờ, các bạn dựa vào bản thân của mình. Các bạn hiểu rõ cái sức mạnh nằm bên trong của mình để tự tạo ra cái cuộc sống mà mình mong muốn, chứ không hề mong số phận mang đến cho bạn một người nào đó hay là một cái vận may nào đó để thay đổi tình trạng hiện tại, mà các bạn tự chủ, tự tạo ra những cái may mắn và sự sung túc cho mình. Tiếp theo các bạn có lá, thêm một lá của yếu tố đất, mà rất là mình thấy nó rất là một cái sự trùng hợp, rất là thực ra không có cái gì là trùng hợp cả. Các bạn là yếu tố đất, các bạn là kim ngưu và thuộc yếu tố đất, cho nên hai cái lá bài mà nó thể hiện ở đây đều là mang yếu tố đất, thì nó cũng thể hiện rằng các bạn đang ở trong cái yếu tố của mình, tức là các bạn đang rất là cuộc sống hiện tại của các bạn phải nói là không chê vào đâu được, và các bạn không hề mong ngóng một cái sự thay đổi nào đó để đem thổi một luồng gió mới đến cho các bạn, mà các bạn rất là tận hưởng cuộc sống hiện tại. Thì với Knight of Earth này, nghĩa là kỵ sĩ của những đồng xu, nếu mà trong bộ bài truyền thống hoặc là của yếu tố đất trong bộ bài này, thì các bạn đang rất là chậm rãi, ung dung, bình tĩnh sống nói một cách mà dân gian hay dùng là có lẽ là bình tĩnh sống, và các bạn không hề vội vã trong cái việc tìm kiếm cơ hội cho mình, tìm kiếm tình yêu cho mình. Mà cái này nói về một năng lượng rất là chậm rãi, ung dung, nhưng họ cũng biết rõ bản thân họ và những điểm mạnh, điểm yếu của họ, và họ thực sự muốn gì, và họ luôn hướng đến cái mục tiêu mà họ đặt ra, nhưng họ không hề vội vàng, không hề, và họ rất là chọn lọc
trong cái việc là để ai vào cuộc sống của mình, cho mở cửa cho những cái năng lượng như thế nào vào cuộc sống của mình. Cho nên ở thời điểm hiện tại có thể nói là các bạn có một cái cuộc sống không không có từ nào khác để diễn tả về cái sự thỏa mãn của các bạn và cái sự tận hưởng của các bạn về cuộc sống hiện tại. Cho nên một cái sự khởi đầu vô cùng tốt đẹp. Trong thời gian tới các bạn có thể mong chờ những gì về mặt tình cảm? Đầu tiên chúng ta có trust, thì các bạn hãy tin rằng sẽ có một cái gì đó rất là tốt đẹp đến với các bạn. Hoặc là nếu các bạn đang dính dáng có liên quan đến một cái tình huống nào đó nó hơi không được như ý muốn, hay nó chưa được suôn sẻ lắm, thì nó sẽ được giải quyết một cách ổn thỏa. Và cái trust này cũng nói về việc là những cái gì thuộc về mình nó sẽ là của mình. Cho nên không không có việc gì cần phải lo lắng, mà mình cũng không lo về điều đó cho các bạn, bởi vì cái hàng đầu tiên có thể nó thể hiện rằng các bạn không lo lắng gì cả. Các bạn hiểu rõ điều này, các bạn biết rằng cái gì thuộc về mình sẽ là của mình và mình có sức mạnh để tạo ra cái kết quả mà mình mong muốn. Và trust này có thể nó nói về cái việc là có người đang đến, nó nói về việc là hãy tin tưởng rằng một cái mối quan hệ rất là sâu sắc như này đang đến. Cái mối quan hệ này nó rất là sâu sắc bởi vì nó có nguồn gốc từ kiếp trước, đây là past life relationship, là mối quan hệ từ kiếp trước. Và cái thông điệp là you have known each other before, nghĩa là các bạn đã biết nhau, khi mà gặp nhau thì các bạn có cảm giác là đã biết nhau từ kiếp trước rồi, hoặc là từ ở đâu đó mà không thể nào các bạn nhớ được, nhưng mà ngay lập tức các bạn sẽ thiết lập được một cái mối liên kết rất là chặt chẽ với nhau, rất là đặc biệt. Các bạn hiểu nhau, các bạn cảm thấy rất là thoải mái với nhau, như là tìm được người người quen cũ vậy. Và có lẽ bởi vì cái mối quan hệ này nó rất là mạnh, cái mối liên hệ này, liên kết này ngạnh, có thể nó sẽ giống như là tình yêu sét đánh nữa, cho nên bạn sẽ có xu hướng là quên đi bản thân. Và đây là một cái lời nhắc nhở là yêu người khác nhưng mà đừng có quên sự tự tôn của bản thân, đừng đừng quá bị chi phối, hay là cái tình yêu đó có thể là rất là lớn và đôi khi nó làm cho mình có xu hướng là quên đi bản thân mình hy sinh tất cả cho người kia và mình cho đi rất là nhiều. Đây cũng là một cái đặc tính của kim ngưu, hay là của những cái cung thuộc yếu tố đất, là các bạn là người rất là biết quan tâm chăm sóc người khác, bạn là người của gia đình, bạn cho đi rất là nhiều, bạn hạnh phúc khi được cho đi, nhưng đôi khi nó cũng làm cho mình bị cái năng lượng của các bạn, nó cái việc cho đi và nhận lại nó luôn cần phải được cân bằng. Bất kỳ cái gì trong vũ trụ này nó cũng đều còn có sự cân bằng giữa việc ra và vào, cho đi và nhận lại. Cho nên mặc dù các bạn rất là hạnh phúc để cho đi, nhưng các bạn cũng phải biết cách được nhận lại nữa, tức là biết cách cho phép mình được yêu, được nhận, và đừng có lúc nào cũng cho đi một cách vô điều kiện, bởi vì các bạn sẽ làm cạn kiệt cái nguồn năng lượng của mình. Mình chỉ có thể yêu và cho đi khi mà cái nguồn năng lượng của mình nó được replenish nó được giống như được sạc vậy, các bạn được được sạc điện, sạc pin để có để làm đầy cái năng lượng của mình, thì đừng quên sạc pin cho mình, đừng đừng có để cái pin của mình nó bị cạn kiệt. Và nhớ là phải có sự tự tôn, phải phải biết tôn trọng bản thân, yêu bản thân, và đừng đừng quá yêu một cách quên mình. Ở hàng cuối cùng là những lời khuyên dành cho các bạn, thì đầu tiên các bạn có lá protection. Như mình nói là trust, những cái gì thuộc về bản thân mình thì nó được bảo vệ, nó sẽ luôn thuộc về mình và mình không cần lo lắng. Cho nên đây là một lời khẳng định một lần nữa là những cái gì thuộc về bạn, những cái tài sản, không những là bạn mà còn là những người bạn yêu quý, những cái gì tài sản của các bạn thì an toàn và được bảo vệ bởi thiên đường. Có nghĩa là có thiên thời địa lợi nhân hòa ở đây, các bạn đang ở trong yếu tố của mình, có bàn tay của tạo hóa đứng đằng sau ở đây. Cho nên và với cái hàng này mình cảm giác như là sẽ có một cái bảo bình nào đó sẽ đến với bạn. Đây là cái thứ tự của nó.
tin tưởng vào cái mối liên kết này, và cái mối liên kết này nó là định mệnh. Và nếu mà không phải là bạo bình nhá, thì nó có ý nghĩa là tức là bạn sẽ gặp được một cái người nào đó rất là đặc biệt, và cái mối ràng buộc, cái mối liên kết giữa bạn và người này nó giống như là đã được vẽ trên những vì sao, written in the star, nó thuộc về định mệnh, nó thuộc về nhân duyên. Cho nên hãy tin tưởng, và nếu mà thực sự nó đã thuộc về mình thì nó luôn được bảo vệ và nó sẽ luôn là của mình. Cho nên các bạn có thể yên tâm. Lá tiếp theo các bạn có entrepreneur, có nghĩa là sự khởi nghiệp, làm ăn. Nó khuyến khích các bạn hãy khởi nghiệp, tức là bạn rất là phù hợp để khởi nghiệp. Có thay vì làm việc cho người khác, làm việc cho một công ty nào đó, các bạn có thể tự mở một công ty hay là mở một cái kinh doanh buôn bán nào đó, bởi vì cái năng lượng ở thời điểm hiện tại rất là tốt để cho các bạn khởi nghiệp. Và các bạn sẽ được hậu thuẫn bởi tạo hóa, bởi bàn tay của tạo hóa hay là của thiên thần, hay mình tùy vào các bạn tin vào cái nguồn năng lượng siêu nhiên nào. Tức là mỗi chúng ta sẽ đều có một cái team, cái thì mình sẽ không đi vào cái giải thích hướng này, bởi vì nó sẽ mình rất là khó để giải thích bằng tiếng Việt những cái gì mà mình muốn nói về cái support team mà mình có. Nhưng mà mình nói đấy là về mặt năng lượng, các bạn chúng ta luôn có một cái đội, một nhóm những spirit người ta theo sát mình, giúp mình. Và cái này là một cái thông điệp từ vũ trụ dành cho các bạn, là nếu các bạn có ý định khởi nghiệp, các bạn luôn ôm ấp trong mình một cái hoài bão, nung nấu một cái kế hoạch khởi nghiệp nào đó, thì đây là thời điểm thích hợp, và hãy vững tin, hãy đi theo. Và các bạn đừng sợ nhé, bởi vì các bạn sẽ được bảo vệ mà. Tài sản của các bạn cũng được bảo vệ, cho nên nếu mà bạn cần phải bỏ vốn ra để khởi nghiệp thì cái tài sản này cũng sẽ được bảo vệ, và bạn cần phải có niềm tin. Cuối cùng thì các bạn có compromise. Lá này là nói về việc thỏa hiệp. Thì nó đứng dưới cái lá love yourself first. Với hai lá này thì nó nói về cái việc cần phải có sự cân bằng. Chúng ta vừa phải yêu bản thân, nhưng mà chúng ta cũng phải biết đặt mình vào vị trí của người khác để hiểu cái tâm tư tình cảm của họ và tìm được cách dung hòa giữa mình và người đó. Có thể là trong cái công việc mà bạn khởi nghiệp, bạn sẽ cần làm việc và hợp tác với những người khác, cho nên bạn cần phải có sự thỏa hiệp này. Tìm cách thỏa hiệp nhưng cũng đừng quên đi bản thân. Thỏa hiệp, có sự thấu hiểu, có sự dung hòa, nhưng mà cũng đừng quên đi bản thân. Thì đây là một trong những thông điệp các bạn cần lưu ý nếu các bạn ở trong cái tình huống hay là cái hoàn cảnh mà mình làm việc với người khác, hoặc là mình ở trong mối quan hệ với người khác mà nó đòi hỏi sự thấu hiểu lẫn nhau và thỏa hiệp. Thì đây là một lời khẳng định rằng bạn cần phải học cách thỏa hiệp nhưng cũng đừng quên đi bản thân, bởi vì bạn có lá love yourself first. Ok, cảm ơn Kim Ngư, các bạn Kim Ngư độc thân đã theo dõi bài dự đoán này. Các bạn có thể subscribe cho channel của mình để theo dõi thêm nhiều bài dự đoán trong thời gian sắp tới. Và mình chúc các bạn có một tháng 2 với nhiều niềm vui. Hẹn gặp các bạn trong các video tiếp theo. Bye bye.